Ngày mai cô ơi nha. Ở đây nè, phát cho ảnh luôn đi. Cô Trang ở Houston ở Mỹ, cô gửi cho anh 500 ngàn đồng nha. Dạ. Cô chỉ định luôn á, rồi. Dạ. Ở đây hai được hai người có. Ở đây sớm này chỉ có hai người có thôi à. Dạ. Người ta gửi tiền về nhờ tụi con đem đưa giùm, đưa cho anh này trực tiếp anh này luôn. Rồi. Rồi, chào anh. Dạ. Đúng rồi. Ở đây mấy cụ chú lớn tuổi thì cũng có trời. Cô Trang có gửi cho hai người à, con chỉ có được hai người thôi à. Dạ. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 8 mấy. Hôm qua con có gửi cho bà 200 mà đúng không? À, hôm qua chỉ không có gửi cho chú thôi. Dạ. Hôm qua con cũng gửi cho bác mà. Rồi. Có rồi. Bương chạy nó cũng đi bán vé số mà tôi đi làm kiếm tiền để đóng tiền học. Mà giờ dò cảnh gì đâu có đi được tưởng nào nữa. Xíu nha. Cái đó là một cái gì đó. Xe đụng nó xong rồi bỏ luôn. À. Từ nay nhìn cái gì hoài không có tiền. Chị đi đâu mà bị xe đụng? Dạ thưa đi làm vậy. Rồi xe nó đụng nó bỏ luôn. Rồi nó tét người nào giờ uống thuốc quyết bao nhiêu tiền nó đi bán rồi nó lấy tiền bán vé số lớp đóng tiền lời ta lớp thì đi về nuôi má uống thuốc. Không có tiền mấy ngày nay hết hết thì không có tiền uống thuốc gà dò nó gì hoài. Sao không đi vô bệnh viện quận 8 chị có bảo hiểm không? Dạ. 750 luôn. 750 ngàn đồng tiền bảo hiểm á hả? Mới mua là 8,5 triệu. Đúng rồi, nhưng mà nó giảm theo gia cảnh, theo 3-4 người mua sẽ đỡ hơn. Mà trong người ta nói giờ chị mua là 750 đó, bán cho chị là 750. Ok. Nếu mà mấy cậu cho này cũng để dành lấy số cho nó bán chứ không dám đi mua bốn triệu tiền đâu. Giờ để mượn ngày đóng 40 ngàn. Dạ. Ôi, dùng cái tiền này để mua với số bán đi chứ đừng có mượn cái tiền kia, tiền đứng, tiền lời quá. Lời lớn được bao nhiêu đâu. Rồi, ok, em ra ngoài xe em quay chút xíu. Rồi, chào chị nha. Dạ. Chào các bạn. Hiện tại là khoảng 8 giờ sáng ngày 8 tháng 5 năm 2020 và mình đang có mặt ở nhà số 690/2D10, Nguyễn Duy, quận 8 ha. Mấy ngày trước có người gửi trực tiếp đến nhà này số tiền là 15.060.000 đồng. Thì chị đã nói là của chú Cường Lý. Thì mình sử dụng số tiền của chú Cường Lý là 15.060.000 đồng chia làm 2 lần dùng. Hôm nay mình sẽ nấu 300 phần gà sao cân. Thì mỗi một phần là 25.000 đồng ha. 300 phần là 7,5 triệu. Rồi, ngay trước mặt các bạn đây chính là hình ảnh hoàn cảnh của buổi nấu cơm gà kho gần hôm nay. Món này có bộ nhanh nè Phương ha. Dạ. Ừ. Món chay hôm qua trời ơi cực quá. Món chay nó đủ thứ gia vị á em. Có người đòi hỏi nấu chay như vậy nữa. Không, cơm chay thôi, không chờ muốn chay đâu. Mà cơm chay với lại gần mình mua mình sắt luôn hả hay là mua chợ? Không, mua gần về cạo sắt nha. Ở nhà mình sắt. Dạ. Mua cũ á giờ mình sắt luôn. Ủa, mũi bên em đi làm hả? Nhà đi từ thiện, không bữa nay nó bị thất nghiệp cái gì? Tại mấy đứa này mà nó nghỉ là nó theo chơi. Còn nó đi làm thì thôi, nhưng nó lên thì vẫn đi làm. À, ba dù khi là tại vì bà ngoại thức dậy chặt gà thôi. Không có làm qua cái này, không qua năm trước. À. Bớt rửa. Sao làm đi. Rồi em xong rồi anh cứ bực làm đi. Yeah.
Ở bên đây bà ngoại nấu hai nồi canh, canh gì vậy? Bí. Bí hả? Bớt cái thẻ đó, tâm. Được rồi, được rồi, ảnh cứ qua, ảnh cứ làm đi, con quay bình thường mà. Bà ngoại, bà ngoại, bà ngoại lấy cái bí lên cho con coi bà ngoại. Dạ. À, bí này. Dạ. Bí đau á. À, dạ. Rồi, ok. Cảm ơn bà ngoại. Mấy bữa nay nóng ghê luôn, 10 giờ tối trong phòng vẫn còn thấy nóng. Khiếp thiệt. Ba bảy chứ lần 40. 40 độ cho thằng heo quay quá. Ở hầm ghê luôn. Điện giảm đâu cũng thấy cái tầng hầm. Ừ. Nó giảm mà đâu giảm đâu. Dạ. Ủa bữa nay cái hộp cơm bỏ riêng, rồi cái phần ăn bỏ riêng. Wow. Đó, vậy là sợ không? Là sợ không? Ừ. Nhà mai cho cái gì cũng y hệt vậy nhà, cơm vậy là dễ ăn. Cái công của mình bỏ ra còn nhiều hơn nữa. Thêm bịch canh rồi thêm cái bịch đồ ăn. Rồi vô hộp cơm. Vô 1000 lần. Nó bị thiêu đúng rồi, cái mùa này sợ nó bị thiêu. Mùa này nóng quá. Ai cũng đổ hết mồ hôi luôn. Rồi mấy cô chú về lấy khẩu trang đi, không có đeo khẩu trang. Quá trời. Đây con này bán vé số. Bữa nay bán vé số được không cô? Chậm. Chậm hả? Tình hình kinh tế à, chịu à. Em mua đi. Dạ. Để con bắt cơm từ thiện rồi đó, mà con ít vé số lắm. Dạ. Dạ. À. Vô. À, đông quá trời đông. Nghẹt hết cả sớm luôn. Chú có đeo khẩu trang hả? Rồi. À, bên đây đông quá, đông quá. Dạ. À. Dạ. Cảm ơn em quay phim. Rồi, cảm ơn cô. Dạ. Tiền đâu ra là tiền đâu ra. Rồi rồi, mọi người dánh một hàng nha, cho xe vô nha. Rồi, vô. Rồi đi ra hướng nó cũng đi cô ha. Khỏi đi qua đi hướng động tay nữa. À. Bữa nay ớt chua gì ba ơi? À. Có dừng động tay, đụng 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 tay. Rồi, đụng quá, nguy hiểm quá. Có dừng rớt. Rồi, chào. Bán vé số nè, con này bán vé số. Ừ. Bây giờ cả cái quận 8 quay qua đây rồi. Ừ. Rồi cái tay của cô đó bị gì á? Dạ rồi, chào cô. Dạ. Bữa nay có một phần rồi. Dạ. Ngày mai đến cô có tiền tăng thêm phần. Rồi chào chị Loan. Kinh tế xuống dốc rồi, thất nghiệp quá trời. Ê, mày đừng có mở nhạc nha.
Đi vô phòng đi con. Rồi chào chị. Sao vậy? Ờ, ở đâu mà lạ ghê. Mấy cô ở đâu vậy cô? Ở đâu vậy? Quận 8 ở phường nào vậy? Ba Đình luôn hả? Wow. Ba Đình là xa. Dạ. Ba Đình. Hả hả? À, sao? Để ta phát cô ơi. À. Rồi dạ chào cô dạ. Bé đó cái chừng. Không biết cầm hả? Thấy cái chân với cái tay không? Dạ. Vui vui vui, đừng gõ con. Rồi chào chị. Rồi chào cô. Dạ. Cười. Rồi gửi đi rồi chào cô. Dạ. Cái chồng của cô lớn tuổi đi không được sao đó. Dạ. Wow, nhanh dữ ha. Phù luôn á. Không, cứ cho đi, canh cái đúng số thẻ mình mà. Chà, bữa nay ở đâu mà rau quá trời. Chú ơi, chú ở đâu vậy? À, lạ lắm. À, thấy lạ quá. Rồi, dạ. À. Bây giờ sao có buôn bao nữa không? Hết thẻ đi rồi mình tính chị. Hết thẻ đi mình tính. Ê lùng mày ra đi lùng. Ra đi chị. Giờ chịu thôi sao giờ. Còn thẻ không? Mấy người đó hết thẻ là hết rồi đó. Rồi, của chú bảo vệ đó. Rồi. Lụm dây chai chưa thấy. Cô lụm dây chai chưa thấy đến. Rồi, kết. Hết. Bài lụm dây chai 2 phần. Cái bài lụm dây chai 1 phần. Chừng nào họ đến thì mình tính. Cho cái bài chín mấy tuổi phần nha. Rồi. Rồi dạ. Cái gì nữa đó, cái cô lụm rác kìa, để cô bước vô mình đưa. Hết rồi nha, hết rồi đó, sau là hết rồi đó. Ủa bên kia mình còn nhiêu ta? 100 hả? Rồi qua sớm mình tránh, không cho nó nha, hết rồi đó thôi. Rồi cho cô lụm rác đó, rồi hết rồi đó, dạ em hết rồi, hết sạch. Đổi xe ra 5 chiếc.
Nó đứng ngay, mấy người này họ đứng ngay chỗ mà gì nuôi cá bán cá đó. Ủa thôi tụi nó chạy qua bên kia cũng được, đợi mình. Bỏ vô cái công đăng cơm đợi mình. Bữa nay được 100-500 ngàn chắc cũng mừng lắm. Rang mấy cái con sâu á. Làm gì cho cá ăn đó? Chắc cho cá, cho chim gì ăn đó. Ở đâu? Em ở đây nè. Bữa nay con có đi rang sâu hả? Không. Sao vậy? Chiều mới đi hả? Ở mấy bữa nay nếu mà một ngày là kiếm được bao nhiêu tiền con? Ngày tới 50 hả? À, có cô Trang ở Houston, Mỹ á. Cô đến, cô muốn gửi cô 500 ngàn đồng. Bây giờ cô nhận nha. Dạ. Chị Trang ở Houston gửi cho cô 500 ngàn đồng. Cảm dạ rồi. Dạ. Bữa nay con không mang cơm đến đây. Tại vì bữa nay cái lượng cơm con ít á. Dạ. Cảm ơn cô Trang. Dạ. Nó tạm bợ vậy thôi. Cái tivi hồi xưa là ở đâu họ cho hả cô? 100 ngàn. 100 ngàn đồng đấy hả? Ờ, à, cũng ráng để mà coi có gì để coi không? Ừ. Vẫn là cái chỗ tắm là chỗ này, còn chỗ vệ sinh là chỗ nào cô? Bữa quên rồi. Vệ sinh nhà. Tí nhờ hả? Tắm chỗ này tạm bợ vậy thôi. Dạ.
Ở đây nó đâu có thoát nước được chỗ nào, nó tù động vậy. Mũi chết luôn thiệt á. Đó, đây là thực tế các bạn. Đây. Cái này buổi trưa nóng lắm rồi. Nóng, như mình nhìn là mát á, nhờ cái xe da cái vô á. Gió phía trước, gió phía sau. Dạ, được nhiêu đỡ nhiêu. Đó, em ghi hình vậy đó. Mạnh Thường Quân họ tài trợ. Sao hai cái chân nhức lắm. Sao vậy, bị gì vậy? Tự nhiên hai cái chân dài vậy, À. Năm nay con bao nhiêu tuổi hả? 67 tuổi. Ủa. Cô 67 cái tuổi rồi hả? Ừ. Giờ là chuyện phải tự kiếm sống vậy thôi đó. À, dạ. Dạ thôi, rồi con chào cô nha. Dạ. Nước ở đây đen thui luôn. Đen kìm kịt. Có chú vé số rồi. May quá. Vậy hả? Tôi mua rồi. Uống đi, uống đi. Để nó chút uống. Rồi, đi đúng rồi, bỏ nó tôi mua trước. Vậy hả? Rồi, ra lấy cơm đi. Rồi, thôi, mình phát cơm. Mấy bé đợi đợi nha, đừng vô nha con. Rồi, để chú cho gửi cho mấy người lớn tuổi đã. Bé, đứng ra sau đi con. Bé, đứng ra sau con. Đứng ra sau. Rồi. Phát cơm cho cô đi. À, có rồi, mũi. Đang kiểu đang bận á. Chú bán vé số rồi, chú qua đây gặp con cái. Rồi, hết. Rồi chú, kiệt em gửi cho chú 500.000 đi. Qua đây, chú đứng trước đây nè, đứng trước cái màn hình này nè. Đây là cô Trang Houston, cô gửi riêng cho chú, cô chỉ định. Cô chú cho mở cái khẩu trang con cái nha, để cho cô nhớ rồi. Gửi riêng cho một mình chú. Không, cái này là cổ trích đĩ, cổ đích thân, cổ gửi cho chú này thôi. Chứ có chú này có, bữa nay con gửi cho ai hết á. Dạ, con không có gửi cho ai hôm nay hết á. Mình cho cơm, còn chú này là cô đó, đích thân cô đó gửi riêng cho một mình. À, chỉ có một mình cô đó thôi. Rồi, chú đi về đây chú, được rồi đó. Rồi, cảm ơn cô Trang chú ơi. Chú ơi, cảm ơn con. Rồi. Cảm ơn. Dạ. Rồi, mình nhận cơm mình về ha. Chú làm bánh không? Rồi, một lát nữa rồi. Chú qua kia. Qua kia, chú cho bánh cho con. Rồi, một lát chú phát bánh. Wow, bữa nay sao đông dữ ha. Chứ thằng ba số đâu rồi. Ba số đinh hiu được rồi. Ba số có đi mua chị té. Rồi, lát con ra con gặp. Hết cơm chưa Quỳnh? Quỳnh ơi, hết cơm chưa? Hết rồi phải không? Rồi, đủ hết cơm rồi thôi, mình không có còn nhiều nữa đâu. Rồi, hết rồi thôi. Bây giờ mình gửi qua bên chú ăn cái chú lết gì đó, ăn cái số. Hết rồi, con hết rồi, bữa nay con không lấy đủ luôn, bữa nay con làm có 300 phần phát nhiều quá rồi. Ở nhiều chỗ. Ngày mai cô ơi, nha. Ở đây nè, phát cho ảnh luôn đi. Cô Trang Houston ở Mỹ, cô gửi cho anh 500.000 đồng nha. Dạ. Cô chỉ định luôn á, rồi. Làm dạ. Đây hai được hai người có. Ở đây sớm này chỉ có hai người có thôi à. Dạ. Người ta gửi tiền về nhà tụi con đem đưa giùm, đưa cho anh này trực tiếp anh này luôn. Rồi, chào anh. Dạ. Đúng rồi. Ở đây mấy cô chú lớn tuổi thì cũng có trời. Cô Trang có gửi cho hai người à, con chỉ có được hai người thôi à. Dạ. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tám mấy, hôm qua con có gửi cho bà 200 mà đúng không? À, hôm qua chị không có gửi cho chú thôi. Dạ. Hôm qua con có gửi cho bác mà. Rồi. Gửi cơm ảnh đi. Anh lớn. Dạ anh lớn, rồi cô lớn. Dạ. Bữa nay lặt rau muống hả cô? À, miếng rau muống. Dạ. Rồi. Ê. Rồi bắt cơm vô cổ đi. Rồi. Tiếc
Ủa còn cái chú 80 mấy tuổi đi lấy ve chai đâu rồi ta? Khóa cửa rồi hả? Rồi. Rồi thôi thôi. Rồi cho cổ phần cơm nữa là hết rồi đó. Hết cơm. Ủa còn mấy phần hả? Rồi gửi cho chú đó đi. Rồi. Ờ, ve chai được 500. Hả? Đuổi rồi mà. À cái chú ve chai em chổng hả? Không, chú đó không có. Không thì xạo quá mẹ ơi. Chỉ có cái chú quăng quay số rồi cái ve chai là cái chú mà anh mà lết thì cục hai chân á, à, mỗi người được 500 thôi. Chị có chị Trang Houston ở Mỹ á, chị gửi đến cho em đó 1.1 triệu nha. Rồi, chị nhận giùm em nha. Rồi, 1.1 triệu. Dạ. À. Dạ. À. 1 triệu á, nó chính nó mượn 2 triệu đi lấy 200 tại số bán á, à. Người ta đòi ăn tới một ngày đóng 40.000 tiền lời. Thôi hai hai triệu mình hút một người. Bao nhiêu phần trăm ta? Hơn sáu năm hơn. 5% à? Cậu biết hôm thứ bữa đó tôi mượn 2 triệu cho cái bán số cái chừng cái đóng 4 tháng 60%. Rồi, xong cái tới cái bữa này dịch đó, tôi cầm tiền rồi tôi trả lại nó cũng lấy vốn lại 2 triệu rồi với lượt thêm 40 nữa là ngày nữa luôn nữa. Là cũng đóng bữa sau coi như là mấy tháng trời. Một tháng là 60%. Không có vốn bán mấy ngày này tính đi mượn tiền lại đi bán lại nói chờ bán như chết từ ngày là đóng hết 40.000 tiền lời. Tháng triệu 2 mà mượn bao nhiêu mà 2 triệu 2 triệu mà thành triệu 2 á. 2 triệu một ngày 40.000 là 1.2 triệu là 60% á. Thôi khủng khiếp. Tay chị bữa là chị nói bị cái khúc nào đó rồi. Ờ cái khúc đó. Dạ. Mổ đúng không? Mổ mà không có tiền. Còn đau lắm. Bưng cái tay nó không dùng được nữa rồi. Cái tay nó không dùng được nữa rồi. Để bóp vô được nhưng mà đã. Ảnh thì anh mong là có được 4 triệu để làm cái chân, để làm cái chân giả. Rồi. Mong muốn có cái tiền làm cái chân giả nó. Phía sau nó cũng toàn là sớm lao động không? Đi ra sao được không chị? Dạ, ngoài sau này không có cũng... Là chỉ có chị với em này thôi đúng không? Hay còn ai nữa? Em Út nó đi học ở đây, lớp 9 năm tới lớp 10 rồi. Dạ. Cũng gắng như bươn chải, nó cũng đi bán vé số rồi tôi đi làm kiếm tiền để đóng tiền học. Mà giờ dò cảnh gì đâu có đi được tưởng nào nữa. Xíu nha. Dạ. Cái đó là một cái gì đó? Xe đụng nó tôi, đụng xong rồi bỏ luôn. Ờ. Từ nay nhìn cái gì hoài mà không có tiền hút. Chị đi đâu mà bị xe đụng? Dạ thưa đi làm vậy. Rồi xe nó đụng nó bỏ rồi. Rồi nó tét rồi nè, giờ uống thuốc quyết bao nhiêu tiền nó đi bán rồi nó lấy tiền bán vé số lớp đóng tiền lời. Ta là lớp thì về nuôi má uống thuốc. Không có tiền mấy ngày nay hết hết thì không có tiền uống thuốc, gà dọ nó gì hoài. Sao không đi vô bệnh viện quận 8, chị có bảo hiểm không? Dạ. 750 luôn không có tiền. 750 ngàn đồng tiền bảo hiểm á hả? Không có tiền luôn. Em mới mua là 850. Mà nhưng mà nó giảm theo gia cảnh, theo 3-4 người mua sẽ đỡ hơn. Mà bà Trâm bà nói giờ chị mua là 750 đó, bán cho chị là 750. Ok. Nếu mà mấy cậu cho này cũng để dành lấy số cho nó bán chứ không dám vô 4 tiền đâu. Giờ để mượn ngày đóng 40 ngày. Dạ. Ôi, dùng cái tiền này để mua với số bán đi chứ đừng có mượn cái tiền kia, tiền đứng, tiền lời quá. Lời lớn được bao nhiêu đâu. Rồi, ok, em ra ngoài xe em quay một xíu. Rồi. Chào chị nha. Dạ. Mai, Mũi, Hồng, Lùng, Huy, Huỳnh. Đấy, rồi, ginh. Rồi, vô bệnh viện quận 8. Vô nha. Rồi đi, ủa bên em Mũi mày đi hả? Lùng. Ê, nó nặng quá Lùng ơi, mày không ginh mày. Chứ rồi để cho Huỳnh nó ginh hả, Mũi ginh hả? Mũi
Nó dành đi hả? À rồi thấy Quy nó còn kìa. Quy kinh hả? Rồi đi cổ đây đủ cho bao rác đúng không? Rồi không? À, giống như đi, giống như đi đang đi lượm rác không? Giống như đi lượm rác không? À, đi bệnh viện quận 8. Rồi, đi lên phát cơm thôi. Đi Quy, anh đi theo Quy. À. Bên đây nè. Trong khi đâu ra, trong tầng 2. Anh định gửi tiền cho cô chú lắm hả? Đâu có, ở đây đâu có gửi tiền. Ở đây chỉ gửi cơm thôi à. Gửi tiền là bên bãi rác. Cái lên khoa nặng ở tầng 2 thôi. Quý. Dạ. Ở đây cơm gà, gà kho. Dạ sao vậy? Còn bên kia cho bà đi, cho bà một hộp. Hết rồi, qua bên kia mỗi người hộp rồi, đủ rồi. Rồi. Đủ rồi, qua bên kia nữa, mình còn qua bên kia nữa. Dạ. À, coi con mũi à. Như đi giao rác, quên lùm rác chứ. Mỗi người phần thôi Quy ơi, mình còn bao nhiêu mình chờ gửi lại cho khoa thận luôn. Ừ, gửi lại cho khoa thận, khoa lọc thận á. Này là khoa bình đẳng rồi, qua giao hết cho khoa thận là ok rồi. Thần nhân tạo. Ủa mà sao phải nằm ngoài đây vậy cô? Không có chỗ nữa hả? À dạ dạ. Rồi con chào cô. Dạ. Rồi mấy anh bên bãi rác. Ủa bữa nay cái phần cơm này khác nữa à? Đâu đúng của mình. Cái này bắt cơm nó có hai phần của em trai này nè, vợ có bà ngoại ở nhà. Em nhớ rồi. Có bà ngoại ở nhà, bà ngoại tầm mấy tuổi nhà. Kêu em trai đem về một phần cho bà ngoại. Nhớ rồi. Là bà ngoại sáu mấy tuổi. Đang kéo. Ở đây ông xã đang đi kéo. Kéo rác rồi. Kéo rác. Nhìn nó dáng nó giống với bộ. Rồi. Rồi, bãi rác quận 8. Dạ. Bữa nay như còn được khoảng 10 phần vậy phải à. Mỗi người một phần à, bữa nay con chứ mỗi người một phần à. Mỗi người một phần trước cô ơi. Dạ. Mỗi người một phần trước con đi. Rồi đúng chưa ta? Ủa tao thấy Quỳnh không mà ta ơi. Ơi Quỳnh với lùn quá à. Hết chưa? Còn em thấy như còn một hộp dưới chỗ em nè. Còn ai nữa, còn ai nữa không? Đủ chưa mấy anh? À, mấy anh đủ chưa? Đủ rồi, lượm được cái thẻ nhớ. Đủ rồi hả? À? Coi chừng hình sexy vậy đó. Ở đây còn là còn mấy phần nè. Rồi cho cổ thêm một hai phần đi. Cho chú kia đi, cho cổ được hai phần rồi, thôi cho chú kia đi. Để cho mấy chú ăn chịu luôn đi. Có cô Trang ở Houston, Mỹ, cổ gửi về cho cô 2 triệu đồng.
Ờ bây giờ con gửi cho cô luôn nha. Vâng. Trời ơi con thấy thương quá. Cảm ơn. Gửi trực tiếp cho cô 2 triệu nha. Vâng, cảm ơn mấy cô. Cô điểm lại, giùm con cái cô. Cô điểm lại cái số tiền đi. Không điểm, điểm đi cô ơi. Cô điểm cái số tiền của cô đi. Rồi cô cứ điểm số tiền của cô đi. Dạ. Số tiền con lớn lắm. Dạ. Bây giờ là cầm 2 triệu khỏi 2 hộp cơm rồi. Về tối nay đi ăn lẩu luôn. Tối nay cô mời cô đi ăn lẩu hả? Không, để tông gạo nấu cơm cho các cháu con cháu các con nó. Nói giỡn rồi cô. Con nói giỡn á. Chết mẹ điếm nãy giờ quên mẹ rồi. Tụi này nó cố tình nó để cho cô quên á, nó mất 1-2 tờ ông trọng rồi đó. Điếm lại đi. Rồi, rồi thấy nha cô để lẩu thân nha. Dạ. Trả 2 phần cơm nè. Dạ. Cảm ơn chú, dạ. Cảm ơn cái cô gì bên Mỹ á. Đây là cô Trang ở bên Mỹ nha. Cảm ơn cô Trang mà cảm ơn mấy chú mấy cô. Dạ dạ dạ. Rồi chào cô. Rồi cháu chúc cô ngon miệng. Ủa còn nữa hả? Nhớ 8 ghi luôn nè. Cô mới lụm nữa. Ơi, rồi. Cô biết xài đâu. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Ủa, cô lấy cơm lụm hơn. Tổ con lấy một phần rồi. Tao biết xài điện thoại mà đứa thấy nhớ. Và đây là tên tiếng Anh của mình ha. Thơm Ly. Một món quà